Ở đây hai cái khay bánh nếp. À mình gọi là bánh nếp gì ha? Hai cái khay bánh nếp. Đó. Mình hấp về thì khoảng bao lâu cô? 20 phút. Dạ. Bánh bao là chín chưa hay mới hấp cô ha? Chưa, mới vừa bỏ vô á. Mới bỏ vô luôn. Rồi cô đầy lò. Dạ. Wow. 20 phút sau hả cô? Dạ đúng. À dạ. Bánh pate chị ha? Dạ đúng. Dạ. Rồi cho nhân lên tổng hợp luôn. Mình không biết nhân gì trong luôn. Chị giới thiệu rất là nhiều nha. Phá lấu. Hương vị của phá lấu gì ha? Dạ đúng rồi. Wow. Bánh mì chay phá lấu. Quý vị các bạn thân mến, Xuân Bắc rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video sáng ngày hôm nay của mình. Sáng hôm nay thì Xuân Bắc lại tiếp tục chia sẻ tới quý vị các bạn các món chay, ẩm thực chay của Sài Gòn. Hôm nay sẽ là một cái video mình nghĩ rất là hay, rất là đặc biệt. Vì quán chay này mình tình cờ phát hiện ra thôi quý vị các bạn. Quán bán bánh mì chay, một trong những món mà mình đã từng chia sẻ với quý vị các bạn bên quán của chị Kim Long, quán chay Tỳ Tâm. Chị làm bánh mì chay cực kỳ là hấp dẫn và rất là đậm đà, vừa miệng, được các cô chú, anh chị rất là ưa thích. Và cũng đã muốn mình đi quay thêm nhiều địa điểm chay, bán đồ chay hơn nữa của Sài Gòn, chia sẻ tới tất cả quý vị các bạn. Thì hôm nay mình tình cờ phát hiện ra quán ẩm thực chay ở đây. Quán có tên là Bánh Mì Chay Đại Chúng. Và quán bán bánh mì nha quý vị các bạn. Bây giờ thì Xuân Bắc sẽ vào trong để chia sẻ với quý vị các bạn và thưởng thức xem là bánh mì chay ở đây bán như thế nào, hương vị ra sao và công đoạn làm bánh mì chay như thế nào nha quý vị các bạn. Mình đi rất là tình cờ, mình phát hiện ra thôi cho nên là mình chưa xin phép cô với chị quay. Cho nên là mình cũng chưa biết có quay được công đoạn hay không. Thôi mình cứ vào để mình quay chia sẻ, có gì quay nấy nha quý vị các bạn nha. Rồi Xuân Bắc sẽ vào trong, quý vị các bạn đi theo mình thưởng thức bánh mì chay trừ ngày hôm nay nha. Mình quên, địa chỉ quán là số 836 đường Nguyễn Trãi thuộc phường 14 quận 5 nha quý vị các bạn. Rồi, đi vô nha. Rồi, chào chị. Dạ, chào chị chủ đây nha quý vị các bạn. Đó, bây giờ thì chị chủ sẽ dẫn mình xuống dưới để quay chia sẻ công đoạn với quý vị các bạn ngày hôm nay nha. Đi chị ơi. Cái này là cô đang làm cái này cái gì hả cô? Bánh nếp chị. Bánh nếp cô ha? Dạ đúng rồi. Nguyên liệu thì gồm có xôi. Có gì chị giới thiệu cho em cái. Nguyên liệu thì gồm có xôi, đậu xanh. Dạ. Nấu, đậu phộng, bò lúc lắc, nấm đông cô. Dạ. Là bánh xôi chay luôn chị ha? Dạ đúng rồi, đây là món chay hết. Món chay hết luôn. Để coi cô làm như thế nào nha quý vị các bạn. Cho lại xong rồi gói vô lá chuối. Dạ. Bên này là cô đang cân mấy cái nguyên liệu bên trong cô ha. Dạ đúng rồi. Nhân. Có định lượng quý vị ơi. Một viên như thế này thì mình bán giá như thế nào chị? 20 ngàn một cái. 20 ngàn một viên xôi như thế này. Dạ. Đẹp quá ha. Thành phẩm là bên kia. Thành phẩm là đâu? Đó, cái hàng của bạn đó anh. Là mình gói kín lại ha. Cái này mình mới gói một nửa thôi ha. Cái này là bọc ở trong. Bọc ở trong, dạ. Sẽ có cái lá ngoài nữa. Quy trình quý vị ơi. Đây mình quay qua đây, mình quay từ quy trình bên này đi. Cho quý vị dễ hình dung nè. Em quay bên này tí nha. Dạ, cô cứ làm bình thường nha. Cô cứ làm bình thường, con quay tí nha cô. Bên này thì để mình mở cái đèn lên tí nha. Đây bên này thì mình thấy cô đang lấy cái phần xôi nha. Và bên này có đậu phộng nè, nấm nè. Các cái nguyên liệu của quán nha quý vị các bạn ha. Và cô bỏ lên cân, cô cân như thế này. Đó, xong qua bên đó thì cô sẽ bọc một cái lớp bên trong bằng lá chuối nha quý vị các bạn. Cô vo tròn lại thành những cái viên xôi rất là to luôn quý vị ơi. Đó. Rồi chị chủ đi qua bên đây giới thiệu cái khay bên kia giùm em cái. Đây qua coi cô bên đây. Cái này mình nắm cho nó chắc cô ha. Nắm cho nó chắc.
Dạ. Cái này là nếp hả cô? Nếp tay. Dạ. Mày chỉ cần đứng giới thiệu hay mày đừng động vô của tao. À, mày đứng giới thiệu. À, hấp dẫn quá. Lá chuối nha quý vị các bạn. Rồi coi chị gái bên đây bọc một cái lớp bên ngoài nè. Cái lớp này là lớp sau cùng hả chị? Đúng rồi. À. Thành phẩm. Để mình coi chị bọc sao nha. Đó. Rung quá rồi. Rung quá. Rung quá à, không được. Dạ, dạ, dạ. Chị làm đẹp quá mà rung cái gì? Rung quá là không được. Dạ. Mình có bôi một lớp dầu cho nó đỡ dính gì hả? Đúng rồi. Dạ. Cái lấy gì lon sắt lá không? Wow, lót lá chuối đẹp quá quý vị ha. Ngoài bánh mì chay ra quán còn có xôi chay nè, bánh bao chay nè. Bao nhiêu món chay chị? Mấy chục món rồi. Mấy chục món luôn. Ồ dữ vậy hả? Nhiều quá ha. Quay từ sáng 8 tối. Quay sáng 8 tối mới hết món ha. Ừ. Đây cái khay bánh xôi chị làm đẹp quá quý vị. Một viên mình thấy chị vo một cái viên rất là to luôn nha. Cái này là ăn được luôn rồi hả chị hả? Đâu có cần hấp lại nữa. À. À hấp lại thêm một lần nữa. Rung quá rồi gói lộn rồi. Dạ. Rung quá gói lộn luôn rồi. Dạ. Là cái thời gian chị bán là từ 5 6, 5 giờ là mở cửa rồi. 5 giờ mở cửa. À là bắt đầu có khách là bán luôn ha. Dạ đúng rồi. À bán tới mấy giờ chị? 8 giờ tối giờ. 8 giờ tối luôn. Dạ. À. Ở đây 8 giờ tối ai có nhu cầu tới mua cũng bán nữa. Dạ. Như bánh mì chay á thì mình bán như thế nào chị? Bánh mì thì 20 ngàn một ổ. À 20 ngàn một ổ, đồng dạ. giá luôn. Đúng rồi. À. Như rồi xôi chay với bánh bao chay thì mình bán sao? Xôi với lại bánh bao. Bánh bao thì có hai loại. Xôi dạ. 20. Xôi. Bánh bao thì 20 với 22 là hai giá. Dạ. Có hai loại. Dạ. Có cả giá thì xá xíu thì 14 ngàn một cái. Dạ. Cái này là xong một khay rồi hả chị? Dạ đúng rồi, còn 4 ô nữa là đủ. À là mình mang hấp luôn hay sao? Đúng rồi. À mang hấp luôn, để coi chị hấp luôn cái nha. Cái này là hàng đặt. Sao thấy thì coi. Cái này là đặt rồi ha. Dạ. Wow. Đẹp quá, hấp dẫn không? Đó, màu xanh lá chuối rất là đẹp ha quý vị các bạn. Wow, chị gói đẹp quá ha. Quay mặt nhỏ nó nhiều nhiều vô. Dạ. Tao quay mấy nhân vật chính là thức ăn chứ không phải là người. Dạ. Thôi thì cũng phải quay mặt mày mới biết cái quán nó nằm đâu. Đúng rồi chị. Biết ra giới thiệu quán địa điểm đúng không? Ừ. Dạ. Cái người ta lại đây người ta thấy cái mặt mày là người ta biết đúng quán rồi. Đúng vậy chị. Ừ. Quán mình có một địa điểm ở đây thôi hả chị? Dạ, hay còn, đúng rồi, chị à, ở đây thôi. Dạ. 836 Nguyễn Trãi. 836 Nguyễn Trãi. Dạ, phường 14, quận 5. Gần chợ Phùng Hưng. Dạ. Đẹp quá. Chờ cái khay xôi này chị làm đủ số lượng mình coi chị mang đi hấp như thế nào nha quý vị. Chưa nữa hả chị? 2 mâm nữa mới đủ. Là 2 mâm. 3 mâm. 3 mâm, dạ. À dạ. Chờ đủ số lượng là mình mới hấp hả? À dạ. Dạ. Hồi nào giờ là mình lên mình lấy tên là bánh mì chay luôn hả chị Trân? Dạ đúng rồi, sau này thì có đặt lại một cái tên khác nữa là quán chay đại chúng. Đại chúng. Nhưng mà bình thường thì người ta biết tới cái tên là bánh mì chay nhiều hơn. À. Tại cái tên kia thì cũng không có gọi là công khai cho. À, không công khai nhiều ha. Dạ. Cái tên đại chúng là sau này mới đặt. À dạ. Đi trước này đi, đi một cái hấp chung cái gì không? Wow, cái khay đẹp quá. Rồi bây giờ chị Trân sẽ mang cái khay xôi này vô lò hấp nha quý vị các bạn. Mình xem chị mang vô như thế nào nha. Đi theo chị luôn nè. Đã chưa? À, rồi phải nói là vào trong này mình mới thấy cái quy trình của quán bánh mì chay. Rất là nhiều món chay quý vị ơi. Bánh bao nè. Dạ con chào cô nhá. Coi cô hấp bánh bao chút xíu. Đây con quay tí nha cô. Ở đây hai cái khay bánh nếp. À mình gọi là bánh nếp gì ha. Hai cái khay bánh nếp. À, mình hấp về thì khoảng bao lâu cô? 20 phút. Dạ. Bánh bao là chín chưa hay mới hấp cô ha? Chưa, mới bỏ vô á. Mới bỏ vô luôn. Rồi cô đầy lò. Dạ. Wow. 20 phút sau hả cô? Dạ đúng
À dạ. Bánh bao bên này là bánh gì đây chị? Cà dẻ. À bánh bao cà dẻ. Dạ. Coi như là bánh nhân ngọt chị ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Bánh không có trứng nha mọi người. À, ơi. Bánh không trứng. Chị bánh lôi chị kéo cái khay ra giùm em được. Bánh này là đang nở. À dạ. Chưa có hấp. Chưa có hấp. Đầy khay mới hấp ha. Đúng rồi. Đầy lò mới hấp. Dạ. Không, nó nở là mới hấp chứ không phải là đầy. À nó nở mới hấp. Đúng rồi. À dạ. Cái này là bánh đặc mới làm cái kiểu tròn. À bánh đặc gì ha? Còn đúng rồi, bánh khách đặc. À khách đặc. Wow, bánh bao làm rất là nhiều quý vị các bạn. Đẹp ha. Ồ, hấp dẫn chưa? Rồi mình còn bánh gì nữa chị? Hiện tại đang làm bánh gì nữa? Thì coi chị Trân qua bên đây. Đang đánh bột. À đang đánh bột ha. Ờ dây chuyền của quán rất là hấp dẫn nha quý vị các bạn nha. Chào mấy chị, mấy cô, dạ, chào cô. Cái này là nhân bánh bao hả cô? Đúng rồi, nhân bánh bao lớn. À nhân bánh bao lớn. Mình vo viên hết rồi ha. Dạ. À cái này là nhân chay luôn à chị ha? Đúng rồi, quán chay hết. Dạ. Em thấy như có tay mèo ha. Có nấm mèo. Nấm mèo. Wow, hình như có củ đậu nữa là gì hả? Có không? À, củ sắn. Củ sắn, dạ. Để coi chị Trân gói cái bánh bao như thế nào nhé. Bàn tay khéo léo. Đấy. Đẹp chưa? Đó. Trời ơi. Trời ơi, ghê quá. Quán ghê quá, quê quá, quá đẹp. Một ngày mình gói mình làm khoảng bao nhiêu cái bánh bao chị? 200-300 cái tùy ngày. À 200-300 cái luôn. Dạ. Dạ. Một ngày nào mình cũng bán nhiêu đó món hay là mỗi ngày một số món thôi chị? Ngày nào cũng bán nhiêu đó món hết. À tổng nguồn của quán mình là bao nhiêu món? Rồi, dạ chắc quá, cỡ 20 món đó. Dạ. Khoảng 20 món chị ha. Dạ. À dạ. Hơn, em không nhớ. Dạ. Hôm nay mình nghĩ là mình tới quán bánh mì chay Đại Chúng, quán của chị Trân để mình quay bánh mì chay thôi. Nhưng mà mình vào đây thì mình thấy quán làm rất là nhiều món rất là hấp dẫn đấy nha quý vị các bạn. Đây là cái video này mình quay tượng trưng các món của quán để chia sẻ với quý vị các bạn thôi ha. Có tập tiếp theo nữa thì mình sẽ quay vào công đoạn chi tiết hơn để chia sẻ với quý vị các bạn. Hôm nay là mình đến rất là tình cờ thôi, mình không có hẹn trước quán gì cả. Cho nên là quán làm các công đoạn cũng coi như là gần xong hết rồi. Như là bánh bao là làm viên hết rồi nè, đẹp quá ha. Rất là hấp dẫn luôn nha quý vị. Rồi mình xếp vào khay để mình bắt đầu hấp chị ha. Dạ. Dạ. Bánh nở mới hấp. Bánh nở mới hấp. Bánh nó nở là như nào chị, em chưa hiểu lắm. Bánh nở là bánh nó mềm với à. Lại nó to hơn cái bình thường. Mình cứ để vào cho nó nở thôi hả? Dạ đúng rồi. À. Mình có phải canh thời gian hay như thế nào không chị Trân? Dạ không có canh, tùy lúc. À tùy lúc ha. Lại có theo kinh nghiệm ha. Dạ đúng. Dạ. Rồi, đẹp quá. Coi như là hồi nãy giờ mình quay bánh nếp nè và bánh bao chia sẻ với quý vị các bạn rồi ha. À, bây giờ chị dạ mở cho xe. Qua cái xe bên này quá nhiều luôn này quý vị các bạn, đầy luôn, bao nhiêu xe quá nhiều xe luôn, đẹp chưa? Wow, cái xe này gần đầy rồi. À, đã vô quý vị, đẹp quá ha. Cái này là mình đang đánh bột bánh bao chị Trân ha? Dạ đúng rồi. Dạ đánh sắp được luôn rồi. Dạ. À. Cái máy đánh bột đẹp quá ha quý vị các bạn ha, có cái lồng nữa này. Đó. Một mẻ như thế này thì mình làm được khoảng bao nhiêu cái bánh bao chị Trân? 200 mấy cái. 200 mấy cái. Ấy là 100 mấy cái. À, 100 mấy cái. Dạ. Một mẻ.
thơm quá ha. Sắp được anh ha? À được luôn rồi. Wow, anh lấy bột ra luôn nè. Rồi bắt đầu anh cán bột. Mình cán bột cho nó mịn anh hả? Đúng rồi. Dạ. Cán bột biết mà cơ bắp quá ha. Cơ bắp sáu múi cuồn cuộn luôn. Này chắc hot boy của quán bánh mì chay rồi. Em quay lên là hồi mấy chị em là đi tìm anh dữ lắm á. Ủa rồi anh là bên công ty nào? Em bên em làm cá nhân thôi, quay cá nhân rồi. À, bên dạ. Là ở nền tảng nào, TikTok hay là đâu? Facebook, TikTok và YouTube luôn. Dạ. Channel là gì ạ? Channel Food Travel Media. Dạ. Yeah. Yeah. Kênh của em hay quay về món chay lắm. À. Dạ. Yeah. À nó mịn vậy rồi. Ờ nó mịn vậy là được anh hả? Wow. Rồi. Vậy là xong rồi anh ha. Dạ bây giờ là cắt bột chia bột. À cắt bột chia bột. À. Cắt bột chia bột là có cân luôn chị Trần ha. Dạ có. Dạ. Yeah. Để mình coi chị cắt bột nha, chia bột ra. Ủa bánh bao của quán mình hình như là em thấy là một loại nhân hả chị? Như bánh này là mình không có đánh dấu. Bánh đặc biệt 22.000, à. Còn cái loại kia là 20.000 thì nó ít nhân hơn, xài cái loại cái dạ. Giấy lót khác để phân biệt. À dạ. Là mình phân biệt bằng giấy lót ha. Đúng rồi, đúng rồi. À. Còn xá xíu cà dế nữa. Dạ, xá xíu cà dế nữa. Xá xíu cà dế là nhân ngọt rồi. Đang nói nhân xá xíu cũng là nhân mặn. Nhân à nhân mặn luôn. Đúng rồi. À, nhân chay luôn vậy ha. Đúng rồi. À. Đây, chị gái cán bột rất là đều tay nha quý vị các bạn. Cô làm nhanh lắm nha quý vị các bạn. Quen tay rồi cô ha. Cái viền nhân nó to quá quý vị ạ. Về nhân rất là to, siêu to, siêu mập. Thơm quá. Đây đang làm bánh mì cho khách này. Chị quét pate này. Quét pate chị ha? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, cho nhân lên, tổng hợp luôn. Mình không biết nhân gì trong luôn. Chị giới thiệu rất là nhiều nha. Phá lấu. Hương vị của phá lấu gì ha? Dạ đúng rồi. Wow, bánh mì chay phá lấu. Vậy là bánh mì của mình là bánh mì chay phá lấu đúng không chị? Dạ đúng rồi. À. Rồi, chính xác rồi, ra món rồi nha quý vị các bạn. Bánh mì chay phá lấu nha.
Dạ. Xong một ổ. Ơi. Hấp dẫn lắm nha quý vị. Đó, cái khay phá lấu này, nhân phá lấu bánh mì đó, rất là thơm nha. Đó, và cái ba tê này và cái nước sốt đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Khi mà quý vị tới quán bánh mì chay đại chúng thì quý vị các bạn ngoài thưởng thức các món chay như là bánh mì, bánh bao này, bánh nếp thì quán còn có cả cơm nữa nha quý vị các bạn, cơm chay luôn nha. Ở đây mình thấy quán cũng làm khá là nhiều món để mà ăn chung với cơm. Dạ. Chị Trân có thể giới thiệu qua hiện tại các món đang ở trên quầy hàng của mình được không chị? Như món đầu tiên là món này là món gì? Dạ món này là đậu hũ kho nấm rơm. À đậu hũ kho nấm rơm. Còn dạ. Cái này là chả hấp, ở nhà tự làm không có trứng. À chả hấp, dạ. Không có trứng. Rồi, dạ. Cái là đậu hũ vàng. Cái là sườn hả chị? Đúng miếng, rồi, à, sườn. Sườn ăn cơm tấm. Ăn cơm tấm, dạ. Sườn bị chả này ăn cơm tấm. Dạ. Còn cái này là đậu hũ vàng, à, sốt dầu hào. Đậu hũ sốt dầu hào. Cái này là... cái này là cái gì? Khoai lang. Dạ. Khoai lang với đậu hũ sốt cà ri. À, sốt cà ri, nấu theo kiểu cà ri vậy ha? Đúng rồi. Dạ. Còn cái này cải thảo, nấm đồng cô. Dạ, cái này đậu hũ xả này, xả ớt này. Cái này là chua ngọt. Dạ, cải thảo, nấm đông cô. Cái này là rau củ xào chua ngọt. Ớt chuông. Dạ, ớt chuông. Ớt chuông ba màu, ba loại. Dạ. Cà chua thơm, dạ. Xào chua ngọt. Dạ. Còn mấy món kia là mắm hả chị? Cà tím kho mắm. À, cà tím kho mắm. Dạ. Nhiều món quá ha. Mì canh xào xả. Mì canh xào xả. Gà kho gừng. Dạ. Cái này là cải chua. Cải chua, bên đó, kia là khổ qua. Dạ đúng rồi, còn dạ. Ở đây là xíu mại. Ở trong đây chuẩn bị làm. À, xíu mại. Xíu mại. Ờ, viên bự quá ha, xíu mại chay. Đó. Nhiều món quá. Cơm ở đây là 35.000, có thêm một phần canh chung. À, một phần là 35.000 chị ha. Dạ. Giá chung luôn hay sao chị? Dạ đúng rồi, cơm là 35.000. 35.000. Đây có rau xào này. Rồi đậu rồng này, đậu bắp này. Đó. Còn đây cái khay à vịt quay. Cánh gà. Cánh gà. Heo quay. Ồ, làm giống cánh gà quá ha. Dạ, cái này là heo quay. À, heo quay. Còn cái này là xá xíu. Xá xíu. Đây là cái sợi xá xíu nè, cọng xá xíu. À. Ôi, em thấy sao cái cánh gà làm y chang à. Khéo tay ha. Dạ. Dạ. Nhiều món nha quý vị các bạn, rất cũng khá là đa dạng nha. Dạ. À, tập sau á. À đây, coi chị làm một phần hộp cơm nha. Nuôi xào. 35.000. Phần này 35.000 luôn chị ha. Dạ. À hấp dẫn quá ha. Bên này chắc là quầy hàng bánh mì đây hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ, quầy bánh mì chay đây quý vị các bạn. Cái thau topping đầy là cái này là thau gì đây chị? Pha lấu. À, pha lấu. Là gồm có tàu hủ kỳ lá với lại tổng hợp gì hả? Dạ đúng rồi. À. Đây là cháo quế chiên. Dạ. Là nấu mình nước pha lấu. À đây. Bánh mì đây. Chị đang làm bánh mì đây. Khách đang tới mua bánh mì. Để coi chị làm món mì như thế nào nha. Món mì hồi nãy chị Trân giới thiệu là giá như thế nào chị? Dạ 20.000 một ổ ạ. À. 20.000 một ổ. À, dưa leo. Cho hết vô luôn ha. Không, không ớt. À, hấp dẫn ha. Rồi xong. Nhanh gọn lẹ. Cái này giống như kiểu ba tê vậy ha? Dạ đúng rồi, ba tê chay. Dạ, ba tê chay, dạ. Rồi, nước sốt. Có cả mayonnaise nữa nha quý vị. Cái đó là bò lúc lắc. Bò lúc lắc. Không, bò lúc lắc là bên trong. Dạ. Dạ, bò lúc lắc bên trong. Đấy, quý vị thấy cái bò lúc lắc không? Bên trong này nè. Đó, trong góc đó đó. Là bò lúc lắc ha, bên ngoài là mayonnaise. Ồ, quầy bánh mì cũng rất là hấp dẫn, đa dạng nha quý vị các bạn. Một ổ giá 20.000. Ngoài này có sushi nữa nè. Sushi luôn, à sushi. Sushi chay luôn hả chị? Chay hết nha. Wow, món ăn của quán rất là đa dạng món nha quý vị các bạn. Rất là hấp dẫn ha. Đó, đã chưa? Để tập sau thì mình sẽ đi sớm hơn. Mình có xin phép chị chủ rồi, với cô rồi. Mình sẽ đi sớm hơn để mình quay
vào quy trình của món bánh mì chay ở đây nha quý vị các bạn. Quán bánh mì chay đại chúng nha. Mình quay vào quy trình các món cơm này, rồi các món của quán làm để chia sẻ với quý vị các bạn. Hôm nay mình đi tình cờ thôi cho nên là mình có gì mình quay nấy ha. Cái này mình đang đóng hàng đi hả chị? À. Bánh nếp nha quý vị, bánh nếp ra lò này nè. Đó, chị đang đóng đóng hộp cạc tông để giao cho chùa. À giao cho chùa chị ha. Dạ. Thơm quá. Mình đóng đầy luôn hả? Dạ đủ rồi, đủ. À, đủ món rồi ha. Đủ. Dạ, đủ số lượng. Đang hấp đang đợi. Wow. Thơm quá. Bên này một thùng nữa nè quý vị. À nó đè dưới cô ha. Wow, đang nóng hổi luôn. Thơm quá. Wow, mới ra lò luôn quý vị các bạn. Nóng. Thơm phức à, bánh nếp mà. Đẹp quá ha. Quá hấp dẫn luôn. Cái màu xanh lá chuối khi mà hấp xong nó ngầu, nó gù gù quá quý vị các bạn. Rất là đẹp. Ăn một cái bánh này là mình nghĩ là no. Đó. Có sức thì ăn hai cái chứ còn ăn một cái là mình thấy là no đó. Khá là to. Rồi đóng lại cho nóng. Đóng lại cho nóng quý vị ơi. Đó. Đó, xong một thùng. Bên này một thùng nữa. Đủ số lượng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý vị các bạn một món mình thấy rất là đặc biệt luôn nha quý vị các bạn. Khi mà quý vị các bạn đến với quán bánh mì chay đại chúng thì quán bánh mì chay còn có sushi chay đó nha quý vị các bạn. Rất là hấp dẫn luôn. Đây mình đang ở cái quầy sushi nè. Đó, chị có thể lấy cái khay ra giùm em được không? Nó hơi bóng, quay không rõ. Đó. Sushi chay nha quý vị các bạn. Đẹp chưa? Wow. Một phần sushi thì mình bán sao chị Trân? Dạ 8.000 một viên. À 8.000 một viên. Dạ, đồng giá luôn. Dạ đúng rồi. Wow. Rong biển đó chị ha. Dạ. Đẹp quá. Có mè này, có ấy luôn, rất là nhìn rất là hấp dẫn nha quý vị. Đẹp quá. À giống như cá hồi luôn nè, thấy chưa? Cá ngừ. À cá ngừ, giống như cá ngừ. Đẹp quá ha. Cái cá ngừ này là cái miếng này là cái gì chị? À bột năng đây ha. Dạ. Đẹp. Đẹp quá. Chị làm đúng không? Dạ không, đây là hàng nhập khẩu. À dạ. Chưa biết làm. À chưa biết làm cái này hàng nhập. Quán nhập bán quý vị các bạn. Đẹp quá. Rất là hấp dẫn luôn. À đã ha. Rồi, để em quay cận cảnh cho mọi người xem nè. Đó. Cơm cuộn nè, đầy đủ hết nha quý vị các bạn. Đó, cá ngừ luôn nha. À mình thấy cái này nữa nè, tôm nè. Đó, cuốn cuốn tôm nha. Đó. Đây là ba rọi tiêu. Ba rọi tiêu. À cái này là ba rọi tiêu chị ha. Đẹp quá. Rồi, dạ review cho chị. Dạ. Đó, sushi nha quý vị các bạn nha. Rồi em cảm ơn chị Trân nha. Dạ. Đây là quán đang chuẩn bị làm cái món sườn chiên khô nha quý vị các bạn. Đó, cái này mình bắt đầu mình xé ra chị hả? Dạ đúng rồi. À đây. À thì mình thành phẩm là một được một bịch như thế này. Một bịch này bán giá nhiêu chị Trân? Dạ 10.000. 10.000 một bịch. À. Wow, hấp dẫn quá ha. Quán tự làm hết tất cả mọi công đoạn luôn nha quý vị các bạn. Em thấy đằng trước là có một cái tủ đồ chay. Mình thấy đằng trước có một cái tủ đồ chay rất là nhiều món ở đây. Mình quay sơ qua chia sẻ với quý vị các bạn luôn nha. Chị Trân giới thiệu giùm em sơ qua các món ở cái quầy này chút xíu nha. Như cái đó là cái gì? Đây là khô mực. À. Khô mực chay. Dạ đúng rồi, bánh tráng trộn. 30.000 phần chị ha. Bánh. Dạ đúng rồi. Dạ. Bánh tráng trộn 15.000 một bịch. 15.000 một bịch bánh tráng trộn. Quay dạ 45.000 một hộp. À dạ. Đây là khô bò. Khô bò 90.000. Đâu em quay cái khu khô bò xíu rồi chị. Chị quay mặt qua bên này coi. À, đẹp quá ha. Dạ. Đó. Ở ngoài quay trước. Dạ.
Wow. Còn món nào nữa chị? Nhiều quá. Dạ. Nói chung là những cái món đồ khô chị ha. Dạ, đúng rồi. À, những món đồ khô chay. Cái này là cái gì chị? Bánh bánh, bánh pía. À, bánh pía chay. Wow. Bánh pía mini. Bánh pía mini, hấp dẫn quá. Có mì chay nữa quý vị ơi. Bánh chưng chay nữa nha. Bánh tét. À, bánh tét quên. Bánh tét. Đậu chuối. Bánh tét đậu chuối. Đó. Wow, hấp dẫn ha. Còn cái này là cái gì chị? Hũ này nè. Cái này là củ cải muối. À, củ cải muối. Dạ. Một hũ này là bao nhiêu? À, hũ này là 80 ngàn một hũ. 80 ngàn một hũ. Tết mới có. Dạ, à, bán Tết ha. Đúng rồi, ngày thường dạ. Không có làm. À, bán Tết. Ngày thường không làm. Này, wow. Trái. Có bánh bánh nhiều bánh giống bánh trung thu á. Bánh thỏi vàng. À, bánh thỏi vàng. Dạ. Giống bánh trung thu. À, con mèo mèo thần tài. Thần tài nữa quý vị, các bạn, mèo thần tài. Dễ thương quá. Đó, có mì gói chay nữa nè. Đó, mì chay. Gạo lứt với lại cơm trái. Dạ, mì chay bồ đề, các loại mì chay nha quý vị các bạn. Đó, mì chay, mì Hàn Quốc gì nữa nè. Mì xào tương đen gì lum hết. Rồi dưới đây là gạo lứt với cơm cháy nè. Đó. Hấp dẫn không? Mì chay. Đồ chay, cháo nấm đông cô chay nè quý vị các bạn. Đó. Thực phẩm chay không à. Một cái tủ siêu thị mini thu nhỏ bên này đó nè. Đó, giống như cái quán mình đã từng chia sẻ với quý vị là quán Trúc Lâm Bồ Đề ha. Bán cũng nhiều ẩm thực chay, thì đây bán cũng rất là nhiều những ẩm thực khô chay nha quý vị các bạn. Ngoài các món ăn chính ra thì còn bán rất nhiều những món phụ như thế này, giống như là kiểu một siêu thị, siêu thị mini ẩm thực chay, có cả bánh ướt đây này, quá nhiều món luôn. Rồi thôi bây giờ thì mình sẽ vào mình thưởng thức bánh mì chay ở đây, cũng như là thưởng thức bữa trưa ngay tại quán bánh mì chay Đại Chúng nha quý vị các bạn. Xem là hương vị ở đây như thế nào nhé. Bánh bao chay. Rồi quý vị ơi, bây giờ thì mình sẽ thưởng thức bữa trưa nhé. Đây là cái phần bánh mì chay của mình này. Quán vừa mới làm cho mình một ổ bánh mì chay, thì chị đã cắt làm đôi cho mình rồi ha. Rất là thơm luôn. Ngoài ra thì hôm nay thì mình sẽ ăn cả bánh bao và bánh nếp luôn nha. Những món mà sáng giờ mình đã quay chia sẻ với quý vị các bạn thì mình sẽ ăn thử. Hôm nay thì một cái video rất là tình cờ của mình khi mình ghé quán thôi. Mình cũng không nghĩ là quán nhiều món như thế này. Và cái công đoạn mà quán làm cũng cực kỳ là hấp dẫn nha quý vị các bạn. Đó, rất là chỉn chu luôn ha. Ổn mì hấp dẫn chưa? Đó. Đã ha. À, khi mà quý vị tới quán muốn mì á, thì bánh mì sẽ được hấp nóng nha. Hấp nóng giòn lên. Thơm quá. Thưởng thức thử nha. Em mời mấy chị nha. Quên, dạ mời cô nha. Ngon ngon. Thơm. Giòn rụm luôn. Cái nhìn cũng rất là dễ ăn nha quý vị các bạn. Nhân phá lấu. Nhân phá lấu vậy. Thơm. Tổng hợp luôn, mình thấy bỏ mì trong này là tổng hợp nha. Bánh mì giòn. Rau á, thì mình thấy trong này chị bỏ dưa leo nè, củ cải chua nè, đồ chua và các loại rau thơm, rau xà lách. Giòn lắm. Rồi đây là cái bánh bao của mình nha quý vị các bạn. Rất là thơm nha, bánh bao vừa mới ra lò này. Quán làm liên tục từ sáng giờ luôn. Bánh nếp với bánh bao, bánh mì đều mới ra lò hết á. Nóng hổi à. Thơm quá.
Ủa nhầm bánh bao thơm quá chị, ngon quá. Lần đầu tiên mình ăn bánh bao chay quý vị ơi. Mềm thơm. Quả cái nhân ăn à. Nó rất là dễ ăn quý vị, rất là dễ ăn, nó nhẹ nhàng mà nó cái vị nó rất là sao ta. Nó thanh đạm, dễ ăn cực kỳ luôn. Mình thấy có củ sắn, nó ngọt. Nấm. Thơm quá. Ăn hết bánh bao luôn. Bánh bao ngon quá. Cái nhân quán làm rất là thơm quý vị ơi. À, bên này có nguyên cái nấm đông cô. Đó, có nguyên nấm luôn. Đây quý vị. Wow. Nóng. Nhìn là béo. Thơm á. Dễ ăn mà thơm. Quá đã luôn. Và đây là cái bánh nếp của mình. Cũng mới ra lò luôn. Đang nóng này. Wow, đã chưa? Đây. Mở ra về ăn mới thích nè quý vị. Đó. Nóng hổi à. Wow. Thử nha. Cái gạo nó rất là dẻo, thơm. Thơm phức luôn quý vị ơi. Nấm á. Trong này có nhân đậu xanh nữa nha quý vị. À, có nhân đậu xanh nữa. Béo béo thơm. Một cái bánh nếp rất là to luôn á. Một ăn một cái là no rồi. Mình no rồi đó. Nó thơm đậu xanh với lại nó có đậu phộng nữa. Đậu phộng luộc. Rất là mềm. Thơm á. Cái này mình đang làm cái nguyên liệu cho cái món sushi hả chị? Dạ đúng rồi. À dạ. Mình xắt miếng ra chị ha. Dạ. Chị có quán của mình á, chị có sushi là mình đặt thôi đúng không chị? Dạ đúng rồi. À, món sushi là mình đặt ha. Còn là tất cả các món khác là mình tự làm hết. Dạ đúng. Dạ. Có nguyên liệu sushi là quán của chị đặt thôi nha quý vị các bạn. Quán bánh mì chay Nguyễn Trãi nha. Sẵn chị Trân giới thiệu giùm em thêm một chút xíu nữa về bây giờ là những cái ngày cận Tết đó. Thì nó cũng chuẩn bị nó tới Tết thì cái chương trình mà quán mình bán vào những cái ngày Tết thì nó như thế nào chị Trân? Thì gần đến Tết thì sẽ qua cái rằm thì sẽ có bánh tổ. À. Là bánh của người Hoa.
Dạ. Để cúng chân Tết. À. Bánh tổ. Bánh tổ. Đúng rồi, với lại bánh tét. À, dạ. Rồi thì bán xe quán, quán thì bán đến 28 âm lịch. Dạ. Sẽ nghỉ. Mùng 9 hàng năm sẽ khai trương lại. À. Khai trương vào mùng 9 hàng năm cố định. Cố định luôn. Dạ đúng rồi. Nghỉ cũng cố định luôn. Nghỉ thì có thể sẽ dao động. À, nghỉ có thể dao động. Dạ, nó cho theo theo tháng thiếu đúng không? Thiếu. À, dạ. Là mùng coi như là mùng 9 hàng tháng là bắt đầu mình khai trương. À, như mọi năm. Khai trương. Mùng 9 đầu năm là bắt đầu mình khai trương lại dạ, chị ha. Rồi. Dạ. Còn nghỉ thì có thể nó rơi vào ngoài khoảng 27 28. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Tùy tháng tùy năm. À, tùy năm. Dạ. Như hồi nãy chị chia sẻ với em cái bánh tổ vào cái ngày rằm á, là cái bánh đó mình bán như thế nào chị? Bánh tổ là bánh như thế nào đó? Bánh là bánh nó màu vàng, nó có màu vàng. À. Nó... cái nguyên liệu cái nhân là nguyên liệu là bột nếp. À, bột nếp. Dạ. Dạ. Hiện tại đây mình có không hay là tới ngày đó dạ, mình mới chưa làm? Có. Bây giờ chưa có. Dạ. À. Bánh đó là cũng là hàng đặc nhưng mà cái quán quen của quán là cũng mấy chục năm rồi. À, dạ. Dạ, người quen dạ. Người quen dạ. Làm. Là số lượng gì hả? Dạ đúng rồi, tính ký, tính ký. Mình làm nhiều không? Đợt tới mình làm nhiều không? Cái bánh đó. Tính ký là hàng năm là bán trăm mấy ký. Ngày rằm là rằm chuẩn bị tới là mình bánh tổ. Đúng rồi, nhưng mà bình thường mình lấy mấy ký đâu. Bình thường là mọi năm mình lấy bao nhiêu người đặt tùy theo. Tùy theo đặt ha. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Là đợt tới mình bắt đầu mình làm luôn hả chị ha? Dạ. Hôm nay nay bao nhiêu rồi? Bán. À, qua rằm bắt đầu bán. Đúng rồi. Qua rằm là qua thứ sáu tuần sau. Qua thứ sáu tuần sau. Dạ, quán thì mùng 2, 16 hàng tháng nghỉ. À dạ. Mùng 2, 16 âm lịch nghỉ. À. Dạ. Mùng 2 với ngày 16. Mùng dạ, ở dưới nha. À, dưới âm lịch. Mùng 2, 16 âm lịch là nghỉ. À, mùng 2, 16 âm lịch là quán nghỉ. Hàng tháng. Dạ. Hàng tháng luôn ha. Dạ, coi như rồi. Là một tháng quán nghỉ 2 ngày. Đúng rồi, đúng dạ. Rồi. Mùng 2, 16 sẽ nghỉ. Dạ. Rồi, đó là những cái chia sẻ thêm của chị Trân về quán bánh mì chay Nguyễn Trãi. Mình cập nhật thêm cho quý vị các bạn. Thì có dịp mình sẽ quay trở lại quán và mình chia sẻ các món ăn của quán nha. Phải nói là hôm nay là một cái video tình cờ mình ghé quán thì mình thấy quán bán cũng rất là đa dạng món. Và cái quy trình công đoạn quán chuẩn bị các món chay ở đây mình thấy cũng cực kỳ là hấp dẫn. Và cái hương vị cái món ăn ngày hôm nay mình thưởng thức món bánh mì chay, món bánh nếp và bánh bao ba loại bánh thì mình thấy hương vị cũng rất là dễ ăn nha quý vị các bạn. Quý vị các bạn có dịp thì có thể ghé qua để mình có thêm những cái địa điểm bán đồ ăn chay tại Sài Gòn để quý vị các bạn thưởng thức nha. Rồi, rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở video tiếp theo của mình nha. Rồi, em chào chị Trân luôn nha. Dạ, chị Trân chào mọi người. Dạ, dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ. Chị chia sẻ nhiệt tình quá quý vị các bạn. Dạ.